điều hòa Samsung Winfree thế hệ mới. Thiết kế cải tiến với cánh quạt và cửa thổi khí lớn, làm lạnh nhanh hơn 43%. Công nghệ làm lạnh thông minh AI điều hòa theo không gian và thói quen sử dụng. Kết hợp cùng động cơ Digital Inverter Boost mới, vận hành êm ái và tiết kiệm điện đến 77%. Điều hòa Samsung Winfree, làm lạnh tức thì, siêu tiết kiệm điện.